Chào mọi người nhé. Hôm nay mình tiếp tục mình lại vào lại cái cây mai vàng bonsai đế thú này cho các bạn xem nhé. Đây cái đầu tiên này, bây giờ mình phải tuốt lá đi đã, cho nhựa nó mới tập trung dinh dưỡng vào được. Chứ nếu mà mình tiếc mà mình không tuốt ấy, thì cây nó không có giá trị mà nó không khỏe được. Nên trước tiên mình vào dây thì mình phải tuốt lá đi, tuốt lá cho nó ráo đi, xong rồi là ráo nhựa, bắt đầu mình vào dây, xong rồi là cho mình hãng uốn. Đây cái cây đây. Đấy, sáng nó hơi nắng. Đấy. Uốn mặt xung quanh cái cây đây. Thì bây giờ cái tuốt lá thì các bạn biết rồi đúng không? Ai cũng tuốt được. Thì bây giờ mình tuốt xong tí mình uốn cho các bạn xem. Bây giờ mình tuốt lá đi đã cho nó ráo đi, xong rồi là nó săn cái đầu nhựa là bắt đầu mình mới vào dây. Đó, cái cây đây. Rồi, bây giờ mình tuốt lá cho các bạn xem nhé, xong mình vào dây. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. And follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. Together, in a matter of
feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, all I knew, it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. Tiếp tục mình cứ vậy là mình bẻ ra, bẻ sao chia cho nó đều ra. Đấy, thì cái ngọn chủ này mình sẽ lắc cái chơi đi cho nó đỡ đơ, nó thẳng quá thì nó đơ đấy các bạn. Đó, mình uốn cho nó lắc qua tí rồi mình chia cho sao cho cái ngọn chủ lúc nào nó chỉ cái cây này nó có ngọn chủ đấy. Nó theo cái hình tháp ấy, nó chuyển xuống thì nó nhìn nó dễ coi chứ nó thẳng quá là nó nhìn nó không lắt léo. Thì trước tiên thì mình cứ làm sơ, sau này mình cắt giật lại mình làm thêm một lớp nữa nó sẽ ra, rồi mình thiếu chỗ nào mình làm thêm một lần thì nó cũng không được đẹp luôn được đâu. Cây mà phải làm hai lần, thứ hai thứ ba thì mình nó mới giá trị được. Đây, cái chỗ này mình thêm cái dây vào chỗ này cho nó chia cái tàn, rồi cái ngọn này mình cứ để nguyên mình nuôi, cứ nguyên cái ngọn này nuôi. Rồi lấy kéo và bấm những cái thừa đi, cái chỗ này thêm cái một tay chỗ này nữa. Tại cái chỗ này cái dây nó nhỏ quá, mình không đi xa được, mình mua được dây nên là cái dây nó hơi nhỏ nên làm nó hơi lâu. Thêm cái dây này vào nữa thì mình uốn cho nó giá trị thì cắt đi, bấm những cái dư thừa này. Còn cái chỗ này nó vào luôn đi, vậy cho nó dày tán, sau này nó ra lớp nữa thì lúc nó ra lá rồi mình sẽ đăng lên cho các bạn xem, nhìn thấy nó khác hẳn. Còn bây giờ mới làm xong thì nó chưa thành phẩm thì nhìn nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà lúc nó ra lá là cái cây này nó giá trị lắm. Cứ 2 tháng là các bạn thấy lại, mình quay lại cho các bạn xem. Đấy, cứ vậy là mình bẻ ra sao cho nó đều lại, bấm cho nó gọn những cái dư thừa này lại, sao nó tức nó nở đều ra.
bấm cho nó gọn gàng lại, sau nó rực nó dày lại. Đây, cái này mình uốn lại tí nữa cho nó đều, nó lắt léo cái đầu cuối này. Thì cái lần đầu này nó không được đẹp lắm đâu, thì các bạn đấy xong rồi đấy, thì các bạn xem thế nào. Đấy, mình cả quay từ trên đến dưới cho các bạn xem nhé. Đó, thì cái lần đầu tiên thì nó cũng chưa được đẹp lắm đâu, lần thứ hai thì nó mình lại làm thêm một lần nữa. Thì các bạn thấy hay thì các bạn để men cho mình xem mình làm thế này nó có hợp lý không. Nói chung anh em chơi cây thì cùng cảnh chơi cây với nhau thì ai mà biết hơn thì cứ đóng góp cho mình xem cái cách nào nó đẹp hơn, còn mình thì mình cứ làm theo cái cách của mình này. Thì nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký để nhận được cái video mới nhất mình đăng lên, rồi mai mình lại tiếp tục mình làm cây khác cho các bạn xem. Đó, cái đế này, đế thú này sau này nó ra dây tán thì mình sẽ moi là thêm một lần cái đế nó cho nó lộ ra cho nó giá trị trên dưới. Hay cái này mình sẽ làm lại một tí nữa, chung là quay xong mình cứ ngắm, xong bây giờ mình ngắm rồi tí mình lại làm lại, chứ bây giờ mình chỉ cách sơ cái hướng dẫn cách uốn cây vậy thôi. Rồi video đây là kết thúc nhá, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký để nhận được video mới nhất. Cảm ơn các bạn.